đoán đi, ai chị ai em? Mạnh dạn đoán luôn. À, đây là chị, đây là em. Chính xác. Chị phải nhường hả? Wow. Ủa sao hay vậy? Em dựa vào cơ sở nào vậy Tấm Cám? Đoán đại. Ủa, xin mời về chỗ à. Cảm ơn rất nhiều ạ. Tụi em là chị em sinh đôi. Nhưng mà có điều là tụi em khác một vài chỗ thôi ạ. Khác vài chỗ hả? Dạ. Trời ơi sao mà xinh quá ha. Cái này xinh thiệt luôn á. Dạ. Trời trời, ủa là sinh đôi hả? Ai cách dạ. nhau bao nhiêu phút, bao nhiêu tiếng? Dạ tụi em sinh đôi nhưng mà tụi em khác cha khác mẹ. Đúng. Khác nhà khác cửa luôn. Dạ khác ngày sinh khác sinh luôn. Tuy không cùng cha nhưng khác mẹ là đây nè. Ủa sao mà giống nhau như vậy? Nói chuyện đi để anh tán. Để anh sợ. Đúng rồi. Dạ Khánh Như dễ đánh bạn lắm, hồi nhỏ hay đánh bạn lắm. Hồi đó thì cũng giảng là Khánh Như đó. Ủa, hai bạn nhìn cái nét bên ngoài rất là giống nhau, nói là sinh đôi luôn, nhưng mà lại khác cha khác mẹ là sao? Dạ, thật ra thì tụi em chỉ là bạn thân thôi, nhưng mà... Bạn thân hả? Dạ. Ủa, bạn thân mà có số phụ thê ghê ấy mà. Nhắc bao nhiêu lần quên rồi? Quên luôn, so sánh ẩu quá. Bạn người ta mà cứ kêu số phụ thê. Không là kiếp trước là chắc cũng dính líu gì nhau, ăn ý từ kiếp trước tới kiếp này phải giống nhau vậy nè. Rồi sắc sở thích giống nhau lắm, tạo hình giống nhau, gu thời trang giống nhau. Có gu người yêu giống nhau không kìa? Anh hỏi là đi gu thời trang. Cái gu thời trang đi. Có phải là cái gu thời trang và những sở thích của bạn hoàn toàn giống nhau không? Dạ, một số thứ giống nhau và một số thứ không giống nhau. Ví dụ như là bạn trai thì chắc là tụi em không giống nhau rồi, không xài chung được á. Cái gì cũng xài chung được chứ. Anh không cần phải lo gì trong cuộc đời này. Anh lo gia đình anh đi, thì giờ anh lúc nào cũng coi chương trình này hết. Ba đứa con nữa, mẹ nó mà chưa kịp coi lẫn kiểu Bơ Dạch mặt ngoài à. Ok, tiếp vậy. Tụi em chơi với nhau được 9 năm rồi. Trời ơi. Tính nói để coi được bao lâu mà 9 năm rồi. Chết luôn. Rồi xin mời cặp đôi 9 năm về vậy đi của mình nào. Cảm ơn một bài nhảy rất là đáng yêu của Trúc và My nha. Em đoán xem Khả Như, hai bạn này mối quan hệ ra sao mà gương mặt giống nhau quá kìa. Dạ là bạn thân của nhau ạ. Bạn thân mà tại sao số phu thê mà gương mặt giống nhau? Số phu thê là sao anh Hoàng? Số phu thê là ở với nhau riết cái mặt giống nhau á. Anh đừng có vô lý như vậy. Riết anh mà anh đẹp giống như bà xã anh này không? Anh đừng có nói như vậy. Anh còn biết nói anh với vợ anh là vợ chồng người ta, hai người con gái, hai người bạn nhau mà nói số phu thê. Chứ bạn sao mà giống dữ vậy? Thanh Mai Trúc Mã. Phải không cưng? Ồ. Từ từ. Hoàng em không sao cả. Xin đôi. Em thật là tinh tế đó, cái gì à? Xin đôi. Mấy bạn cách nhau mấy phút? Trời ơi. Ủa rồi nửa tiếng trọng ngợp chết. Độc thân ở đây. Anh ơi. What? Em không phải là đội trưởng, đừng gắt tôi em. Trời ơi, hai bé này nó xinh quá, nó dễ thương quá, nó như công chúa gì đó. Em là hoàng hậu nè. Anh ơi, báo. Cái gì? Tấm Cám đang thiếu ai? Mẹ Cám. Mẹ nói em là mẹ ghẻ. Không, con không bị mẹ ghẻ đâu. Các con của mẹ. Một lát nữa mẹ sẽ gả các con cho một cái người Hoàng tử ác hơn mẹ. Không xu như hoàng rapper nha.